Sau đây chúng ta cùng cập nhật một số tin tức quốc tế đáng chú ý cũng trong tiểu mục hơi thở cuộc sống. Thưa quý vị, cơn bão Helen đã đổ bộ vào khu vực miền Nam, bờ Đông của nước Mỹ và gây ra một tổn thất hết sức nặng nề. Theo ghi nhận đến giờ phút này là hơn 40 người thiệt mạng, nhiều khu vực đã bị ngập lụt và hàng triệu người lâm vào cảnh mất điện. Bão Helen mang cấp độ 4 theo chuẩn bão của Hoa Kỳ đổ bộ vào bang Florida tối ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Sức gió mạnh nhất ghi nhận là 225 km/h và sau đó đã suy yếu dần khi di chuyển sang bang Georgia vào sáng ngày hôm sau. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, cơn bão đã giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chậm tại các bang Tennessee và Kentucky. Giới chức Mỹ ngày 27 tháng 9 cho biết bão Helen đã tàn phá khắp bang Florida và vùng đông nam nước Mỹ, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Công ty nghiên cứu Moody Analytics ước tính bão Helen gây thiệt hại tài sản khoảng 15 đến 26 tỷ đô la Mỹ. Bão đã xé toạc các bức tường và mọi thứ. Nó lấy đi tất cả những gì tôi có. Tôi không còn tiền để xây dựng lại nhà nữa. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Tại bang Tennessee, lực lượng cứu hộ phải dùng trực thăng để sơ tán 54 người dân bị mắc kẹt trên nóc bệnh viện tại hạt Unicoi sau khi nước lũ gây ngập địa điểm này. Giới chức bang Bắc Carolina đang sơ tán người dân ở các khu vực cần đập nước, song chính quyền trấn an rằng chưa có nguy cơ vỡ đập. Người dân ở Newport, Tennessee cũng được sơ tán để đề phòng nguy cơ vỡ đập, song giới chức sau đó khẳng định kịch bản này không thể xảy ra. Hơn 4,6 triệu hộ gia đình cùng các đơn vị kinh doanh chịu cảnh mất điện do ảnh hưởng sau bão Helen ở Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và một số bang khác.